soạn hội thoại ở bài Getting Started và tập trung vào những cái phần gạch chân. Dương này, tôi đã gọi điện cho bạn phải khoảng 9 giờ tối qua nhưng mà không có phản hồi, không có trả lời. Ồ, lúc đó tôi đang nghiên cứu trên internet. Thấy không? I was doing, có thấy quá khứ tiếp diễn không? I was doing là quá khứ tiếp diễn, nghe chưa? Rồi thì cái cái cấu trúc của nó này, positive là câu khẳng định, chủ ngữ cộng was hoặc là were động từ thêm ing này. Câu phủ định. Câu phủ định con thêm not sau was hoặc là vào were, was dần với weren't này. Câu nghi vấn thì con đưa was với were ra đầu câu, thấy chưa? Và câu trả lời ngắn gọn của nó là yes, yes I was, yes he was hoặc là yes we were gì đó. No I wasn't, no we wasn't. Ok. Rồi when do we use the past continuous? Can you think of the rule? Bạn có khi nào chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn, bạn có thể nghĩ ra quy tắc không? Bây giờ con sẽ chúng ta sử dụng cái thì past continuous để mô tả một cái hành động mà đã xảy ra nha, một cái thời gian cụ thể trong quá khứ nhá, một thời gian cụ thể trong quá khứ này. Vào lúc 3:30 con rùa đang chạy phía trước con thỏ. Nó có thời gian cụ thể không? Đấy, thời điểm, nó có thời điểm. Rồi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để mô tả hành động mà nó nằm trong câu có why, có when đó con, thấy chưa? Có why, có when này. Khi mà cô ấy đang khóc thì nàng tiên xuất hiện. Vậy đang khóc, hành động diễn ra, đang diễn ra và nàng tiên bất chợt xuất hiện thì nó là quá khứ đơn. Còn cái vế mặt đang khóc vậy là was crying, thấy chưa? Rồi nàng tiên xuất hiện trong khi cô ấy đang khóc, vậy là why với when, nhiều khi nó xài như nhau đấy. Rồi ok, đó là quy tắc, quy luật. Bây giờ chúng ta sẽ chia bên này. Khi mà hoàng tử nhìn thấy cô bé lọ lem ở bữa tiệc thì cô ta đang mặc một cái gì? Đang mặc một bộ đồ rất đẹp. Vậy ở đây con sẽ chia là quá khứ tiếp diễn cho cô. Vậy là she gì? She was gì? Wearing, chép vào. Rồi vào thời gian này ngày hôm qua bạn đang làm cái gì? Vậy là what were you doing cho cô. Con không làm mà Linh tập trung nghe giảng này, không hiểu thì bây giờ tôi khổ chịu quá. Khi mà Jack đến, khi mà Jack đang đi chợ, anh ta gặp một nhà ảo thuật gia. Và hành động là đang đi chợ, vậy là was going, hành động đang đi chợ. Rồi trong khi con thỏ ngủ thì con rùa đang chạy tới vạch đích nhanh nhất có thể. Vậy ở đây hành động con này đang làm nhá, con rùa thì đang ngủ, con thỏ thì đang ngủ mà con rùa thì đang chạy, vậy là was running gấp đôi chữ n. Câu số 5, khi mà công chúa quay trở lại thì hoàng tử khi công chúa quay trở lại, hoàng tử đang không chờ đợi cô ấy. Vậy ở đây sẽ là wasn't waiting, waiting for her. Xong, hiện quá khứ tiếp diễn hết. Rồi sử dụng thì quá khứ tiếp diễn và những cái từ mà đề nghị để mà viết thành câu mô tả những cái gì xảy ra trong mỗi bức tranh. Đấy, làm bài dưới nha. Rồi con viết đi. Ví dụ như the servant was spinning. Khi mà mình kể lại câu chuyện, những cái câu chuyện người ta sẽ kể ở thì quá khứ nha con. Spinning in the wood. Câu 2, cô gái đang hái hoa bên bên vệ đường. The girl was picking flowers by the side of the road. Rồi chàng hiệp sĩ đang cưỡi ngựa tới lâu đài. Cô bé lọ lem đang khiêu vũ với hoàng tử. Thánh gióng đang bay về trời. Con yêu tinh đang rống với cơn giận dữ. Viết đi nhá. Rồi viết đi, cô đi đón em đây. Rồi the girl was picking flower by the side of the road. Rồi câu 3, the night were quá khứ riding horses to the castle. Ơi, câu nào? Câu 2 là what, câu 3 là were vì số nhiều. Các chàng hiệp sĩ thấy không? Số nhiều đấy không? Có chữ sờ đấy không? Rồi cô bố lọ lem lại là chủ ngữ số ít thì là was Cinderella was dancing with the prince. Rồi thánh gióng C Sên gióng đang bay về chầu trời. Birds flying to, lên thiên đàng đó con. Heaven là thiên đàng đó. Rồi the ogre, con yêu tinh. Words roar là rống đó. Roaring with anger. Rồi xong. Cô sang cái bài. Xong rồi ở nhà con chia đi nhá. Sang cái bài mà bài 4 ấy, trang 62 ấy. Sử dụng quá khứ tiếp diễn hoặc là quá khứ đơn, con phải phân biệt quá khứ tiếp diễn với quá khứ đơn nhá. Nghe chưa? Cô đi đón em đây. Rồi Linh, nhanh em về đây. Rồi nào. Hoàng tử đi dọc theo con đường. À, anh ta gặp nàng công chúa. Vậy là cái hành động mà con nhìn cho cô này, con phải phân biệt được quá khứ tiếp diễn với quá khứ đơn đấy. Anh ta đã gặp này, anh ta đã gặp một nàng công chúa này. Đây là quá khứ đơn rồi thì phía bên này chắc chắn là quá khứ tiếp diễn luôn nhá. Vậy là the prince, hoàng tử đang đi bộ, walking, dọc theo con đường thì cô ấy gặp công chúa. Vì thế anh ta dừng lại và nói chuyện với công chúa. Anh ta dừng lại quá khứ đơn và nói chuyện với công chúa là cũng quá khứ luôn. He stopped and had a chat with her. Rồi tiếp theo, khi thánh gióng nằm trên giường, anh ta nghe thấy một thông báo, đó là vua đang cần một người can đảm để chống quân xâm lược. Đây thánh gióng này. Vậy đang nằm trên giường và thánh gióng là was flying on the bed. Was lying on the bed. Thì ông ấy bất chợt nghe thấy là quá khứ đơn. Thông báo ông vua đang cần was needing. Thấy chưa? Chép vào nha người về. Alex đang đi bộ một mình trong rừng thì bất thần lình nghe thấy tiếng bước chân. Rồi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ai đó đang theo sau cô ấy. Đang theo sau cô ấy, following. Đang theo sau cô ấy. Cô ta rất sợ hãi và bắt đầu chạy. Thôi chép chưa? Chép hết đi rồi về. Chép chưa? Chép câu này chưa? Chép chưa? Trời ơi, tôi nhìn đứa nào cũng mệt mỏi vậy trời. Linh em học 2 tiết. Nãy mới học hóa xong rồi qua học luôn á. Viết nhanh lên. Nhanh lên thì nghỉ. Luyện xong rồi đó hả? Chưa còn. Về đó mà về chị hai kia. Rồi, khi mà con quạ đánh rơi miếng format. Khi con quạ đánh rơi miếng format thì con cáo ăn nó. Rồi, the drop ed và ăn chuyển về quá khứ đơn ate. Rồi, mấy bên này. Họ nhảy múa. Đang nhảy múa, đang khiêu vũ. Đây quên, They were dancing merrily. Thì cô bé lọ lem bất thình lình rời bữa tiệc. Lép Flutter. Lép. Lạc Long Quân nhớ biển. Miss. Vì thế ông ấy quyết định quá khứ đơn thôi. Dẫn quyết định ly hôn. Ok. Cái gì? Ly hôn đâu? Ôi trời ơi. Thật là một ngày đẹp trời. Nó là một ngày đẹp trời. Ông mặt trời đang chiếu nắng, những tia nắng đẹp đẽ. Và một con rùa đang ngủ dưới ánh mặt trời. Was sleeping. Nó mở mắt ra và nhìn thấy một con đại bàng đang bay trên bầu trời. Tôi muốn bay giống như bạn, con rùa nói. Con đại bàng nghe thấy anh ta nói như vậy và đồng ý giúp đỡ. Con đại bàng pick up con rùa lên và bọn họ gì? Hả? Đón đâu? Làm nốt bạn này về. Nhanh lên. Và họ bắt đầu đi. Khi mà họ đang bay rất cao They were flying, bay rất cao trên bầu trời. Thì con đại bàng mở cái móng vuốt ra, open, mở móng vuốt ra, cho con rùa bay. Thả con rùa ra để con rùa bay. Con rùa làm gì có cánh mà bay.